Tôi Lộc, hiện tại tôi có mặt tại nơi lăng bạc của chính phà ngày hôm nay. Ở đây thì nơi này trời đang cũng gió và một buổi chiều, và ở đây đầy sự linh thiêng tại này. Đấy. Rồi một ngày năm mới đã qua, cũng như tiếp tục ngày hôm nay, và bầu trời đang rất là gió. Nơi này là một nơi cái miệng gió ở đây, và ngày hôm nay sẽ tiếp tục như tôi sẽ tiến vào bên trong tại nơi lăng bài này, có điều gì sẽ xảy ra. Thì nơi này có cái bàn này ở phía trước đây, giấy người ta cũng không đúng trước mặt tôi. Rồi thì vây về phía bên trong ở trước lăng bài của chí này, hiện tại trời cũng đang gió rất là gió, quá trời. Đây là trước mặt nơi lăng bàn cổ chính và cũng như nơi chánh điện này. Ở phía trong thì bông đã héo tàn và chuối đã chín. Và tôi sẽ tiến vào bên trong tiếp theo. Tại nơi lăng bàn cổ chính này và cũng như buổi chiều. Và điều gì sẽ xảy ra ở đây? Tài lộc, may mắn, tiền tài, thành công. Nơi này thì điều này sẽ xảy ra, cũng như rồi thì tôi sẽ đặt đồ. Thì ở đây này, chui này, qua trời dơi ăn, chuột ăn như này, dơi đã ăn và chuột đã ăn, giấy cũng vẫn còn. Bông đã héo đó. Thì ở đây Tết người ta đang cũng như thắp nén nhang, đưa hương, đưa khói ở đây. Thì bông này cũng đã héo tàn rồi. Giấy người ta cũng không đốt này, ta để vẫn để. Bông này hồi bữa thì quá héo rồi, thì tôi sẽ dọn bớt thôi. Quá héo. Nơi này thì rất là vắng vẻ, thì không có ai để tới đây để mà dọn cả. Đó. Quá bờ bộn luôn. Rồi. Bông héo. Thì tôi sẽ dục mớ bông này. Đấy. Qua trời lậu. Và để tiếp tục ngày mới thì ngày mai là ngày 17 tháng 2. Và để tiếp tục tôi sẽ đặt đồ và lịch hương tại nơi này, và điều gì sẽ xảy ra, cũng như tài lộc, may mắn, tiền tài, thành công, tốt đẹp, mọi sự thành công, bình an vô sự. Thì ở điều đây, tại đây này sẽ nói lên. Quá trời, người ta đã để mà không đốt. Đó, một đống, hai đống. Rồi thì để mình tiếp tục thì tôi sẽ lên hương. Và điều gì sẽ xảy ra ở nơi lăng bài của chính này?
cũng như tiền tài, tài lộc, may mắn, tiền tài và cái lộc đầu năm tại nơi làng bạc của chính này. Và cô như cô chính phù hộ độ trì thành công tốt đẹp, tiền tài rực rỡ. Đó. Nơi này thì ai cái lộc đi để mà trả lễ và cách chi gì ở đây cũng như ủng hộ và điều gì sẽ xảy ra như ngày hôm nay, trứng sẽ đứng như thế nào. Thì tôi sẽ đang đặt đồ và linh hương đây. Đó. Quá trời. Thì chỗ này cách mấy ngày rồi, Tết đến thì không có tới. Và ngày hôm nay điều gì sẽ xảy ra nơi cổ chính này, hiện tại ở phía ngoài thì đang gió lên ầm ầm phía trước đó, rất là gió. Nơi này là một nơi miệng gió cho nên nơi này đại sự linh thiêng và điều gì sẽ xảy ra ngày hôm nay. Đó. Rồi cuối năm chả thấy ai lì xì gì cả mà rồi tao rồi đòi xin lộc xin tài và như thế này thì để mà có lộc để mà tài lễ cũng như ủng hộ và chúc bên trái cũng như một chút trái cây để mà tài lễ đó. Đây là buổi chiều tối rồi. Thì tôi đang màu đèn này. Rồi thì đèn đã sáng. Thì để tiếp tục là tôi sẽ lên hương luôn. Hiện tại ở phía ngoài đang gió lên ầm ầm, rất là gió và nổi lên.
Rồi. Thì tôi sẽ lên hướng nữa là xong. Đèn đã tắt rồi. Và đã tắt đèn. Tự nhiên mà tắt này. Ngồi dây ghẹo ở đây. Thôi thì ai chưa đăng ký kênh nhấp vào chưa đăng ký để theo dõi và cũng như ngày hôm nay. Đấy, ngày đây là lần đầu tiên đầu năm và cũng như buổi chiều buổi tối này để mà tới đây tại nơi lăng bạc của chị. Gió đang hất vào đây đó, gió đang hất đang ùa vào. Rồi thì tôi sẽ cắm mỗi chỗ mỗi cây. Gió quá trời gió. Rồi thì tôi sẽ lên hương thôi. Thì nơi này đèn tắt liên tục. Lại tôi sẽ mổ lại tiếp. Rồi hiện tại thì ở đây đã xong thì tôi sẽ khấn vái thôi. Và điều gì xảy ra cũng như tiền tài rực rỡ, lộc may mắn, mọi sự thành công ở đây thì cô chính ngày hôm nay đầu tiên tại nơi làm bà cô chính này thì ở đây tôi cũng có một chút xin lễ cũng như bánh trái tiền nhật bạc này để cầu khẩn tài lộc may mắn tiền tài mọi sự thành công ở đây như cô chính phù hộ độ trì mọi sự bình an như sự tiền tài rực rỡ. Ngày mai thì ngày 17 thì cô chính phù hộ độ trì tiền tài rực rỡ mọi sự thành công bình an vô sự mọi việc được may mắn. Nam mô Đà Phật. Nhờ tiên nghi chú Nguật chú tiên thì đất đai Diên Trạch thành vàng bốn xứ bạch mã thái giám hoàng trạm quốc lễ thượng tướng đất đai quyền tướng đồ lộ cây cao bóng mát thì cô chính các chi gì ở đây phù hộ độ trì thành công tốt đẹp tiền tài rực rỡ thì thành công thì trứng gà này sẽ đứng lên. Nam mô Đà Phật. Thì có lộc để mà tài lẻ và cũng như trái cây miếng bánh đó. Thì ai có lộc đây để mà tài lẻ các chi gì và cũng như để tiếp tục kịp cô chính và các chi gì đây phù hộ độ trì. Thì rất là do tắt đèn miếng thôi thì tôi sẽ xin keo này thì trứng này sẽ đứng lên tiền tài rực rỡ thành công tốt đẹp may mắn tài lộc ở trong trứng gà này cũng như mọi sự thành công thì cô chính phù hộ độ trì thì có lộc tài là cô chính không không. Không một không hai gió rất gió đó đang ùa vào không ba
04. Không nằm. Lúc nào tôi ấy thì thằng lằn kêu đó, nổi gió lên ầm ầm. Không sáu. Không bảy. Không tám. Không chín. Số mười. Mười một. Mười hai. Mười ba. Mười bốn. Mười lăm. Gió đùng đùng đang nổi lên ở phía ngoài. Đấy. Mười sáu. Mười bảy. Mười tám. Mười chín. Hai mươi. Hai mươi mốt. Hai mươi hai. Vâng, chị đừng. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 28 để đứng rồi đó, quải luôn 28 tại này, và đã cho dự đứng ngày hôm nay và cũng như ngày mai sẽ được tiền tài và thành công tốt đẹp. Tiền tài cô chính phù hộ độ trì cho tiền tài rực rỡ, tài lộc may mắn thì 28 82 28 và 82. Thì ở đây lộc mua với số miền Nam, miền Trung, miền Bắc, thì ở đây thì cô chính phù hộ độ trì tiền tài rực rỡ, bình an vô sự, mọi sự thành công tốt đẹp thì cô chính đều hiển linh phù hộ độ trì tại nơi này đó, thì có lộc tệ lợi cô chính và kết chỉ ở đây. Và để mà tiếp tục thì tôi sẽ đốt tiền vàng bạc này cũng như cho các chi gì ở phía ngoài phù hộ độ trì thành công tốt đẹp đó. Và một lát nữa điều gì sẽ xảy ra, cũng như ở đây đang gió lên ầm ầm phía ngoài đây đó, đang nổi gió lên đùng đùng. Trời rất gió. Thì tôi sẽ đốt tiền với bạn này.
rồi tiền y dân bạc đà đà đốt đó và phù hộ độ trì thành công tốt đẹp một sự thành công tài lộc may mắn tiền tài ở nơi này và Nam Mô Phật thì mọi sự bình an cũng như điểm đến tiền tài rất là rõ đây thì tôi sẽ đốt ra phía ngoài đây ngoài trời gió này. Và một lát nữa phía phía trong thì điều gì sẽ xảy ra thì tôi chưa biết được, để mà tiếp tục tôi sẽ tiến vào bên trong. Thì đã đốt xong rồi thì tôi sẽ vào bên trong có điều gì sẽ xảy ra hay không. Và ở đây thì ngày hôm nay trứng vẫn còn đứng này, đứng nghiêng này đó, vẫn còn đứng nghiêng nghiêng hình nghiêng bóng đó. Thì ở đây ai có lọc về để mà ta là cũng như ủng hộ chuyến đi và cũng như bùa trị cai miên văn ta lại